Kiếp, mấy hôm nay có một cái cô bé này cứ chào anh để bán hóa đơn cho anh, không biết sao mà nó bán rẻ thế. Đây, cậu xem đi. Em chào anh chị, hiện tại bên em có dư hóa đơn VAT bao gồm bao bì, nhựa, vật liệu xây dựng, vận tải, vận chuyển, linh kiện điện tử, máy móc thiết bị, văn phòng phẩm, quảng cáo, in ấn, may mặc, gỗ, vân vân. Hóa đơn hợp lệ 100%, giá cả hợp lý, hỗ trợ chuyển khoản cho anh chị. Hàng tháng bên em gửi báo cáo quý cho công ty, doanh nghiệp. Nếu anh chị có nhu cầu, bên em sẽ có giá hữu nghị cho anh chị. Xin cảm ơn ạ. Này là trường hợp mua bán hóa đơn sếp ơi, dính vào cái này là toi đó sếp. Thế à, sếp nhìn xem, VAT 10% mà bán cho sếp chỉ có 3%, sếp lời hẳn 7%. 7% đó phải nộp cho nhà nước, sao mà lời được nhỉ? Sau khi bán cho sếp xong, một là họ vẫn khai thuế, nhưng mà họ sẽ khai gian lận. Sau một thời gian, họ bỏ ngang cái công ty đó đi và họ không phải đóng một đồng thuế nào cả. Và lúc này họ lời 3% trên cái tiền mà thu được của sếp. Hai là họ không hề khai một cái gì luôn, và đây là một tờ hóa đơn người ta gọi là ma, tức là không có thật.